Chương trình này được bảo trợ bởi Chinh và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy 2 Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh, gọi ngay 408 580 7565 để đặt hàng. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà Phê Sáng của Leader Sài Gòn TV. Cách đây một vài tuần thì trong chương trình Cà Phê Sáng Ngọc Lan có đề cập đến việc là một loạt những nhà hàng cũng ở vùng Los Angeles đã bị một cái người khuyết tật họ kiện về cái chuyện là nói rằng ở đó không có những cái restroom dành riêng cho người khuyết tật. Mà trong khi á, nguyên ở cái chỗ đó thì cái tiệm nó nhỏ, nó rất là nhỏ, mà họ nói là từ bao đời nay nó như vậy rồi, khi họ mua thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ khi kiện như vậy thì cứ một cái kiện mà có vi phạm tiêu chuẩn, cái đầu tiên là cái người chủ đó ít nhất phải trả cho cái người kiện đó là 4.000 đô la, cái tiền đó. Thì bây giờ tương tự những một loạt những cái nhà hàng ở cái khu vực, cũng ở khu vực Los Angeles cũng bị kiện, và cũng cùng một người kiện trong nhiều năm qua. Nhưng mà lần này là liên quan đến chuyện là người bị mù và bị khiếm thị. Tức là họ nói cái người kiện này á, họ nói rằng là họ không thể nào vào website của những cái nhà hàng này để họ order đồ ăn hết. Họ không thấy. Nhưng mà quy định thì nói rằng là phải có một cái sự bình đẳng, để làm sao ví dụ như người khuyết tật thì khi đi vào nhà hàng thì phải có cái đường cho họ, cái lối đi riêng cho người khuyết tật. Bây giờ đó, đối với người khiếm thị, cái nhà hàng đó có website thì cái đó người ta phải làm bằng cách nào đó họ phải coi được, đó là cái sự công bằng. Thì ngày xưa vậy như vậy, nhưng mà thông thường thì ít ai để ý điều này. Nhưng mà vừa qua, nhiều năm qua thì một loạt những cái vụ kiện liên quan đến những cái nhà hàng, nhưng mà điều quan trọng là chỉ có một người kiện và cũng chỉ có một công ty luật đứng ra đại diện cho cái người này, kiện hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Và cứ một lần kiện vi phạm như vậy thì cái chủ nhà hàng đó giống như là phải trả cho cái người cái ít nhất là 4.000 đô la rồi, trước khi mà họ thực hiện cái việc mà sửa chữa, sửa sai. Thì bây giờ một cái nhà hàng Sticky Rice, nhà hàng này là của Thái. Nhà hàng này á, là thứ nhất họ nói là họ nhận được tới 2 cái đơn kiện cũng liên quan đến cùng cái việc mà cái website không coi được. Một người thì là cùng cái vụ mà một loạt cái vụ mà Ngọc Lan vừa mới nói. Rồi bây giờ mới đây nữa thì thêm một người khác nữa cũng đứng kiện cùng một cái nội dung như vậy. Thì bây giờ chủ nhà hàng họ nói rằng là thật sự thì họ, bởi vì mẹ của anh này cũng là người khuyết tật, cho nên ảnh rất là chú ý đến cái chuyện đó, làm sao cho tiệm của ảnh người ta có thể vô được. Nhưng mà bây giờ lại nói thêm về cái vấn đề mà cái website không có coi được, không order được. Thì tại sao á, họ không cho, thí dụ như thường ai muốn kiện một cái doanh nghiệp nào, một cái chỗ nào thì nên thông báo cho họ một tiếng trước, ví dụ như cho một cái warning, nói là hey, cái chỗ của quý vị tôi không vào được, vân vân, để cho người ta có thời gian người ta sửa. Nếu như mà người ta không có sửa được á thì lúc đó họ kiện. Thì thật ra cái việc mà đưa ra cái dự luật mà đề nghị phải có cái thời gian thông báo trước cho những cái cơ sở thương mại này, thời gian ví dụ như là hình như là 30 ngày á, nếu như mà không có sửa chữa thì lúc đó thì mới đệ đơn kiện. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì thì cái dự luật này đưa ra cứ bị bác bỏ, người ta không đồng ý, thành ra cứ muốn kiện là kiện. Thì bây giờ có nhiều cái trường hợp người ta gặp phải cái chuyện đó. Bây giờ nhà hàng không vào website dành cho cái luật sư mà đại diện cho cái nguyên đơn này đó, thì họ nói một cách rất là tự hào rằng họ muốn đi giành cái quyền công bằng cho những cái người mà mù và những người khiếm thị. Nhưng mà những người ở nhà hàng thì họ nói là tôi chưa thấy có cái gì công bằng hết á. Tại vì nếu mà thật sự họ đứng ra để mà họ đại diện thì họ cần có một cái lời giống như nhắc nhở trước để cho người ta làm. Còn này cứ bung ra kiện hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng mà cái nhà hàng ở Huntington Beach, nhà hàng Sticky Rice này, họ nói về muốn làm gì làm, người ta nhiều tiền quá, giờ chúng tôi không thể nào có đủ tiền để theo đuổi những cái vụ này, thì đến đâu chúng tôi theo đến đó thôi, chứ bây giờ không biết làm gì hơn, chúng tôi đã cố gắng hết mình rồi. Tôi còn nhớ là cách đây mấy năm trước đó hình như cũng có một loạt những cái tiệm nail bị ảnh hưởng tới những cái đạo luật mà công bằng với những người khuyết tật này kia đó. Hình như là có những người bị khuyết tật rồi người ta vào trong những cái tiệm nail, sau đó người ta nói rằng là ở tiệm nail này nó không có giúp cho tôi được dễ dàng tiến tới làm những cái việc này việc kia hơn hay sao đó. Tôi nhớ là cũng có những luật sư rồi những người đại diện mà sau đó họ tố cáo gì tùm lum hết. Nhưng mà đó là cái chuyện mà công bằng cho người khuyết tật. Bà Ngọc Lan cũng xin được nói thêm, khi mà người ta thống kê đó thì ở tiểu bang California là tiểu bang đứng đầu về cái chuyện những cái vụ kiện mà dành cái quyền công bằng cho người khuyết tật. Nếu như ở năm 2013 đó, người ta nói là chỉ có 995 vụ thôi, thì cái đỉnh điểm ở năm 2021 đó nó lên đến gần 6.000 vụ kiện liên quan đến cái việc này. Mà như đã nói rồi, luật California cho phép là phạt $4.000 cho mỗi hành vi vi phạm. Thành ra là cứ như vậy thì nhân lên. Năm 2022 á, vừa rồi thì nó sụt xuống còn 2.500, nhưng mà 2023 thì người ta chưa có biết nó như thế nào. Thấy tội nghiệp cho mấy doanh nghiệp, tai họa cho những người chủ doanh nghiệp. Nhưng mà bây giờ là không phải là tai họa cho những người chủ doanh nghiệp nữa, mà cái này đáng bị phạt. Đó là cái việc của quý vị vẫn thường nghe hoài đó, là nhiều khi mình cho tiền tip, tức là tiền bo đó, mình khi mình ăn ở nhà hàng xong rồi mình cho tiền tip đó, thì cái tiền đó là những người nhân viên phục vụ của nhà hàng được lấy, hay là chủ nhân lấy rồi chia lại cho những cái người đó một ít nào đó, hay là có một cái cách nào đó để mình biết được là cái tiền đó có đáng là đưa hay không, để nhân viên họ nhận được cái tiền mà được thưởng đó hay không. Thưa quý vị, một nhà hàng ở vùng Pasadena, đây là nhà hàng Pháp nha, một nhà hàng có tên là Entre Nous French Bistro ở Pasadena, có hai người chủ nhà hàng, đó là John Christophe February và Mathias Wacrat. Đây là một nhà hàng Pháp, thì người ta phát hiện ra đã lất từ lâu rồi, những cái tiền tip mà cộng chung với thẻ credit card trả bằng thẻ tín dụng đó, thì nó vô thẳng trong cái tài khoản của nhà hàng. Nhân viên cũng không biết là tiền tip đó được là bao nhiêu nữa đó, thì cứ đưa đó rồi bên nhà hàng cứ cộng. Rồi sau đó họ dùng cái tài khoản gieo để mà gieo cho từng nhân viên, nói tháng này được bao nhiêu tiền tiếp, chia ra bao nhiêu người là nhiêu đây nè. Họ cũng không biết con số đó là chính xác hay không chính xác nữa. Nhưng mà mới đây thì Bộ Lao động có tới kiểm tra sổ sách và thấy rằng là cái nhà hàng này đó giữ sổ sách nhân viên không có sáng sủa, tức là nó có một cái gì đó mờ mờ ẩn ẩn. Cho nên họ quyết định là điều tra thêm nữa, thì phát hiện ra nhà hàng này đã giữ lại rất nhiều tiền tip của những người đáng được, tức là những nhân viên phục vụ đó. Và sau đó họ dùng cái tiền đó để trang trải cho cái vấn đề là điều hành nhà hàng. Thế thì sau khi mà điều tra xong như vậy đó, thì họ thấy là có bao nhiêu người làm overtime mà không được tính tiền, rồi bao nhiêu cái tiền tip mà nhà hàng đã giữ lại và không cho chia cho nhân viên. Thế thì quyết định là phải phạt cái nhà hàng này, và cái số tiền phạt mà Bộ Lao động đưa ra là $550.000 tiền phạt vì sổ sách không rõ ràng, tiền tiếp không chia đều, giữ lại tiền tiếp của nhân viên để mà sử dụng trong cái việc điều hành nhà hàng, và còn nhiều tội khác nữa. Cho nên rõ ràng là tiền của người ta thì người ta đáng được, nhân viên phục vụ được, mà lại giữ lại rồi sau đó dùng cái tiền đó để mà mua đồ ăn thức uống cho nhà hàng để bán này kia đó, thì thế nào cũng bị phát hiện ra. Thưa quý vị, hôm tuần trước thì chúng tôi đã đưa tin liên quan đến cái vụ mà một người bị cáo ở Nevada khi mà ra tòa hôm thứ Tư vừa rồi đó. Lúc mà anh ta đứng thì anh ta nói rằng là anh ta nghĩ rằng là quan tòa đừng có tống anh ta vào tù, bởi vì nơi đó sẽ không làm cho anh cảm thấy là anh sẽ trở nên tốt hơn, mà anh muốn ở nhà. Nhưng mà bà quan tòa lúc đó nói là không, tôi vẫn nghĩ là anh cần phải được vào tù. Thì vừa nói như vậy xong, anh chàng là anh bay qua khỏi cái bục mà lao vào, tông vô cái bà thẩm phán đó, làm bà bật ngửa ra phía sau. Rồi sau đó những người khác mới nhảy vô chụp anh lại, rồi anh cũng làm đánh qua đánh lại, làm bị thương nhiều người. Thì ngày hôm thứ hai đó thì phiên tòa này được tiếp tục. Và đó có nghĩa là bữa chưa tuyên án gì hết thì đã xảy ra sự việc. Thì ngày hôm qua phiên tòa tiếp tục, vẫn bà tránh án đó rồi, nhưng mà cái anh này á, thì ra tù á, ra tòa đó là trong cái bộ dạng như thế này. Quý vị nhìn thấy là bị bịt cái miệng lại luôn, tại vì hôm bữa anh chửi quá trời chắc gì bị lý do nó bịt miệng luôn. Rồi xong rồi tay cũng là bị đeo những cái bao tay vô để cho không có dùng vũ lực được, rồi bị còng hết như thế này. Cái mức án của anh như thế nào, rồi những cái chuyện gì xảy ra nữa chúng tôi sẽ trình bày tiếp sau phần thông tin thương mại.